Tin chọn lọc ngày 1 tháng 8 Báo New York Times cho biết, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ giết hại thủ lĩnh Hamas. Mỹ không thể xác nhận hoặc xác minh các báo cáo khẳng định thủ lĩnh Hamas bị Israel sát hại ở Iran. Hải quân Philippines và Hoa Kỳ tập trận chung trên Biển Đông Báo cáo, Bình Nhưỡng muốn khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu ông Trump đắc cử Tổng thống. Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp Điều Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ nhất đang xảy ra ở Venezuela. Quan chức khẳng định ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội không phải do thủy điện xả lũ. Chào mừng quý vị đến với bản tin chọn lọc ngày 1 tháng 8 của Đại Kỳ Nguyên. Nguyễn Tươi kính chúc quý vị mọi điều an vui và ngay sau đây là nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền, trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573, xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu là những cập nhật về tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Kính thưa quý vị, sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran, có báo cáo lãnh tụ tối cao Iran đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel để trả đũa. Cụ thể. Tờ New York Times của Mỹ dẫn lời của ba quan chức Iran giấu tên được thông báo về vấn đề này, bao gồm hai thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cho hay. Đại giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để rửa hận cho Hamas. Báo cáo khẳng định, chỉ thị được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran vào hôm 31 tháng 7. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, thông báo thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh đã bị ám sát khi đang có mặt tại thủ đô Tehran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Masoud Pejeshkian vào ngày 30 tháng 7. Ông Haniyeh, một trong những thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas được Iran hậu thuẫn, là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Đến nay vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song mọi con mắt đang đổ dồn về phía do Thái. Phát biểu vào tối ngày 31 tháng 7, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng Jerusalem đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ khắp khu vực sau vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah ở Beirut và nhà lãnh đạo chính trị của Hamas ở Tehran. Ông Netanyahu cảnh báo các đối thủ rằng Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản và Jerusalem sẽ đòi một cái giá rất đắt cho bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại chúng tôi. Trong khi đó, Mỹ không thể xác nhận hoặc xác minh các báo cáo khẳng định thủ lĩnh của Hamas bị Israel sát hại ở Iran. Hôm 31 tháng 7, tòa Bạch ốc khẳng định họ không thể xác nhận hoặc xác minh các báo cáo từ phía Iran, rằng thủ lĩnh của Hamas, Ismail Haniyeh, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại thủ đô Tehran. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia tòa Bạch ốc nói rằng, cái chết của Haniyeh ở Tehran và chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fouad Shukr ở Beirut vào hôm 30 tháng 7 chắc chắn không giúp ích gì cho việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Dưới quan sát hiện đang lo ngại, hai vụ ám sát nói trên có thể sẽ thay đổi cục diện ở Trung Đông. Câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là Hamas, Hezbollah và thậm chí Iran phản ứng như thế nào trước hai cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các chỉ huy cấp cao, đồng thời liệu một trong các phản ứng có dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực hay không. Chuyển đến vấn đề Biển Đông. Hải quân Philippines và Hoa Kỳ tập trận chung trên Biển Đông. Quân đội Philippines cho biết, Hải quân Philippines và Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận hàng hải chung ở Biển Đông vào hôm thứ tư ngày 31 tháng 7. Kể từ tháng 11 năm ngoái, hai nước đồng minh này đã bắt đầu các hoạt động chung trên biển nhằm tăng cường cách thức quân đội của họ có thể phối hợp giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông. Manila cho biết, cuộc tập trận mới nhất vốn được tổ chức bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines có sự tham gia của hai tàu nhằm để tăng cường liên lạc và phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước. Trước đó một ngày, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Philippines, trong đó Washington cam kết tài trợ 500 triệu đô la Mỹ để củng cố quân đội và cảnh sát biển của Manila. Những cam kết an ninh giữa Mỹ và Philippines đã tăng lên dưới thời tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người vốn đã xoay trục sang Washington và từ bỏ lập trường đối ngoại của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, lãnh đạo chú trọng tăng cường quan hệ với chính phủ Bắc Kinh. Nhiều khoản tài trợ hơn của Washington dành cho Manila có thể được đưa ra vào năm tới. Một nguồn tin ngoại giao nói với hãng thông tấn Reuters vào hôm 31 tháng 7. Nguồn tin giấu tên cho hay, có khả năng năm tới sẽ có thêm ngân sách cho không quân. Vẫn theo nguồn tin này, Bộ Quốc phòng Philippines đã bày tỏ họ muốn mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Chuyển đến một vấn đề khác. Báo cáo, Bình Nhưỡng muốn khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Triều Tiên muốn nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ nếu như ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên mới đảo tàu sang Hàn Quốc gần đây nói với hãng thông tấn Reuters. Vụ trốn thoát của Ri Yukio khỏi Cuba đã trở thành tin nóng trên toàn cầu vào tháng trước. Ông là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đảo tẩu sang Hàn Quốc kể từ năm 2016. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với giới truyền thông quốc tế, ông Ri cho biết Triều Tiên đã coi Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản là những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình trong năm nay và những năm tiếp theo nữa. Theo ông Ri, trong khi củng cố quan hệ với Nga, Bình Nhưỡng vẫn mong muốn mở lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu như ông Donald Trump, người đã có những động thái cứng rắn và ngoại giao chưa từng có đối với Triều Tiên trong nhiệm kỳ trước, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới các nhà ngoại giao Bình Nhưỡng đang vạch ra chiến lược cho kịch bản đó với mục tiêu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí của đất nước này, xóa tên nước này là quốc gia tài trợ khủng bố và thu hút viện trợ kinh tế. Ông Ri cho biết thêm. Bình luận của ông Ri báo hiệu sự thay đổi đột ngột trong lập trường hiện tại của Triều Tiên sau những tuyên bố gần đây bác bỏ khả năng đối thoại với Hoa Kỳ và cảnh báo về xung đột vũ trang. Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam vào năm 2019 đã thất bại vì lệnh trừng phạt. Trong đó, ông Ri đổ lỗi cho việc ông Kim Jong Un đã giao phó ngoại giao hạt nhân cho các chỉ huy quân sự thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết. Ông Ri nói, lần này Triều Tiên sẽ không dễ dàng để ông Trump trói tay trói chân thêm 4 năm nữa mà không cho đi bất cứ thứ gì. Về phía Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nói rằng ông muốn gặp ông Kim Jong-un, nhưng vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980 từ lâu đã là một trở ngại lớn. Theo ông Ri, ông Kim Jong-un sẽ tìm cách tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản nhằm mục đích nhận được viện trợ kinh tế để đầu lấy những nhượng bộ về vấn đề bắt cóc. Tokyo tin rằng 17 công dân của họ đã bị bắt cóc, trong đó có 5 người đã trở về Nhật Bản vào năm 2002. Bình Nhưỡng coi vấn đề này đã được giải quyết khi thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản và nói rằng những người mất tích đã chết hoặc không rõ tung tích. Ông Ri cho biết, ông Kim Jong-un sẽ sẵn sàng thay đổi lập trường đó, vốn được thiết lập dưới thời cha của ông là Kim Jong-il, để có được sự hỗ trợ về kinh tế. Chuyển đến phần thông tin khác, Điểu Phấn Hồng Trung Quốc yêu cầu vận động viên giải nghệ vì mắc lỗi nên mất huy chương vàng Olympic. Hôm 30 tháng 7, trong trận chung kết đội tuyển thể dục dụng cụ nam tại thế vận hội Paris 2024, cầu thủ trẻ Trung Quốc Tô Vĩ Đức vào sân thay người nhưng đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng khiến đội Nhật Bản lội ngược dòng và giành huy chương vàng. Vận động viên Tô đã nghẹn ngào xin lỗi sau trận đấu nhưng vẫn bị dân mạng công kích. Các nhà phân tích cho rằng nền giáo dục dân tộc chủ nghĩa lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho Trung Quốc trở thành một quốc gia không thể thua cuộc. Trong trận chung kết nội dung đồng đội thể dục dụng cụ nam, đội Trung Quốc ban đầu dẫn trước đội Nhật Bản với 3,267 điểm. Chỉ cần thi đấu ổn định ở nội dung xà ngang cuối cùng, họ có thể giành huy chương vàng. Không ngờ cầu thủ Tô lại mắc hai lỗi và đánh rơi xà sau khi ra sân, kết quả là Nhật Bản giành chức vô địch. Khi được phỏng vấn sau trận đấu, cầu thủ Tô đã nghẹn ngào nói: "Hôm nay là một bài học rất lớn đối với tôi, tôi chân thành xin lỗi, tôi xin lỗi." Tuy nhiên, báo Sarup Hope cho hay, cư dân mạng đã chỉ trích Tô vì đã gây khó dễ cho đồng đội và yêu cầu anh phải giải nghệ. Một số người đặt câu hỏi về việc lựa chọn đội thể dục dụng cụ. Một số thậm chí còn nghi ngờ liệu cầu thủ Tô Vĩ Đức có phải là người Nhật hay không khi hỏi rằng, kẻ phản bội, tôi đề nghị điều tra nghiêm khắc. Nhà bình luận chính trị cấp cao gốc Hoa Thái Thận Khôn đã nói với đài AFA rằng cư dân mạng Trung Quốc đã công kích khi kết quả cuộc thi không như mong đợi của họ. Điều này liên quan đến nền giáo dục dân túy và cái gọi là nền giáo dục lòng yêu nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm vừa qua. Vốn dĩ, thể thao là thể thao, nhưng chính phủ Bắc Kinh lại liên kết chặt chẽ thể thao với chính trị. Hệ tư tưởng của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phân biệt rõ ràng trong tuyên truyền ai là bạn và ai là kẻ thù. Nếu là kẻ thù hoặc quốc gia có hệ tư tưởng khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Trung Quốc không thể thua kẻ thù trong các sự kiện thể thao. Các nhà bình luận khác cũng cho rằng Bắc Kinh chính là đang tận dụng thế vận hội để cho phép người dân Trung Quốc trút bỏ sự tức giận và bất mãn do suy thoái kinh tế trầm trọng gây ra. Chuyển sang một thông tin khác, Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Myanmar MRTV đưa tin vào ngày 31 tháng 7, Hội đồng Quốc gia và An ninh Quốc gia Myanmar đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, trong bối cảnh chính quyền quân sự đang phải vật lộn để duy trì quyền lực khi giao tranh bùng phát trên nhiều mặt trận và nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Theo nguồn tin, tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ở Naypyitaw cùng ngày, tất cả thành viên của hội đồng đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, để chính quyền quân sự có thêm thời gian tổng hợp dữ liệu dân số cho danh sách cử tri chính quyền quân sự đã tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử vào năm tới. Việc gia hạn được thực hiện theo Điều 425 của Hiến pháp. Quân đội đã đặt đất nước dưới tình trạng khẩn cấp trong một năm trước khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021, lật đổ chính quyền dân sự được bầu của bà Aung San Suu Kyi và gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố trên toàn quốc mà họ đã đàn áp bằng bạo lực. Kể từ đó, Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm. Sau đó nước này đã gia hạn tình trạng khẩn cấp 5 lần, mỗi lần 6 tháng. Lần gần nhất là đến ngày 31 tháng 7. Kính thưa quý vị, làn sóng biểu tình phản đối gian lận bầu cử ở Venezuela tiếp tục lên cao và hiện có video quay cảnh một số binh sĩ và cảnh sát của nước này đã cởi bỏ quân phục để biểu tình cùng với nhân dân. Giống như các cuộc biểu tình quy mô lớn gần đây do hệ thống hạn ngạch dành cho công chức ở Bangladesh gây ra. Làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Venezuela đã làm dấy lên lo ngại và được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng của Trung Quốc. Theo báo chí đưa tin, ngày 29 tháng 7, sau khi ông Nicolas Maduro tuyên bố thắng cử và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, người dân Venezuela cho rằng cuộc bầu cử này bị gian lận và từ chối công nhận kết quả. Người dân đã giận dữ xuống đường phản đối cuộc bầu cử bị đánh cắp. Họ xé nát các bức chân dung của ông Maduro và lật đổ những bức tượng của cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Tiếng hô hào gõ song nồi vang vọng khắp thủ đô Caracas. Đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình, ít nhất 16 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn và hơn 700 người bị bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi các cuộc biểu tình của quân chúng tiếp tục và leo thang, một số cảnh sát và quân nhân của Venezuela đã cởi bỏ quân phục và tuyên bố rằng họ sẽ không đối đầu với những người dân biểu tình nữa, thậm chí một số còn gia nhập hàng ngũ người biểu tình. Báo Hoa ngữ sẵn hôp dẫn lời một số cư dân mạng của Trung Quốc cho biết, tất cả là để phục vụ nhân dân, sớm hay muộn nhân dân không thể lúc nào cũng bị lừa dối, quyền và lợi ích của bản thân phải do chính mình đấu tranh và bảo vệ. Người dân đã thức tỉnh, trong những ngày này, một là Bangladesh và hai là Venezuela. Tuy nhiên cũng có người cho rằng CIA của Mỹ lại đứng đằng sau, một bản sao của Hồng Kông năm 2019. Bài đăng này ngay lập tức thu hút vô số sự phản đối và chế giễu. Venezuela là một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ. Tác giả Lý Tuệ đăng trên báo Sarah Hope nói rằng Tổng thống Maduro và chính quyền Trung Quốc có đường lối rất giống nhau, họ đều chống Mỹ và độc tài. Điều này tương đương với việc Bắc Kinh có sân sau ở gần Hoa Kỳ. Nước này đóng một vai trò then chốt trong bố cục chiến lược toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm nhiều chính phủ trên thế giới đã đặt câu hỏi về kết quả bầu cử của Venezuela, và yêu cầu nước này công bố dữ liệu kiểm phiếu, thì Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi tin nhắn chúc mừng ông Maduro bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Ngay từ tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc tư pháp chính thức đối với Tổng thống lúc bấy giờ là ông Maduro và 13 quan chức chính phủ cấp cao khác của Venezuela vì tham gia buôn bán ma túy, hỗ trợ khủng bố và tham nhũng, đồng thời trao thưởng 55 triệu đô la Mỹ cho những ai bắt được họ. Venezuela từng là một quốc gia rất giàu có với trữ lượng dầu mỏ đứng đầu thế giới và GDP bình quân đầu người đứng thứ tư trên toàn cầu. Năm 1998, nhà xã hội chủ nghĩa Hugo Chavez đã cam kết sẽ giải quyết các vấn đề xã hội trong cuộc bầu cử bao gồm chống tham nhũng, giảm khoảng cách giàu nghèo, công bằng xã hội, quốc hữu hóa nền kinh tế. Ông Chavez đã nhận được sự ủng hộ của những người ở tầng lớp dưới cùng và trở thành tổng thống Venezuela vào năm 1999. Ông Chavez đã bị bỏ tù vì tham gia vào cuộc đảo chính quân sự thất bại vào năm 1992, nhưng sau đó được ân xá. Sau khi nhậm chức tổng thống, ông Chavez đã thực hiện nhiều cải cách xã hội và quốc hữu hóa các công ty lớn như dầu mỏ, điện lực và viễn thông, khiến một lượng lớn vốn nước ngoài lần lượt rút ra và các công ty tư nhân phải đóng cửa. Ông Chavez còn gia tăng đáng kể phúc lợi xã hội và tổ chức lại tòa án tối cao, bổ nhiệm nhiều người ủng hộ ông làm thẩm phán ông đã sửa đổi hiến pháp để tăng quyền lực của mình và quyền hành pháp cũng như hạn chế quyền lực của cơ quan lập pháp bang. Năm 2006, ông Chavez tuyên bố bước vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế của đất nước này ngày càng gia tăng do những sai lầm về chính sách, giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt quốc tế, cùng với lạm phát cao và tình trạng thiếu hụt nguyên liệu. Sau khi ông Chavez qua đời, ông Maduro lên kế vị và tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội chủ nghĩa giá dầu đã giảm mạnh trong năm đó, khiến Venezuela, vốn hoàn toàn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, đã gặp rắc rối lớn. Hãng tin DW của Đức đã chỉ ra rằng đây là kết quả của sự can thiệp quá mức của chính phủ. Để duy trì hoạt động của chính phủ và nền kinh tế đất nước, ông Maduro đã vay nợ rất nhiều tiền và phát hành tiền tệ một cách bừa bãi. Nợ nước ngoài đã vượt quá 120 tỷ đô, riêng khoản nợ từ Trung Quốc đã vượt quá 60 tỷ đô nhân dân Venezuela đã bị bàn tay sắt của chế độ Maduro và người tiền nhiệm Chavez đánh đập gần 30 năm nay đang đói khát do lạm phát trầm trọng, đồng tiền gần như trở thành tờ giấy vô dụng. Tác giả Lý Tuệ nhận định trên Sarapop, cuộc sống của người dân Venezuela có thể nói là sự phản ánh của xã hội Trung Quốc hiện tại. Sự phản kháng của người dân Venezuela đối với chế độ cai trị cũng đã ảnh hưởng đến người dân Trung Quốc vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, khẩu hiệu kêu gọi lật đổ ông Tập Cận Bình lại xuất hiện công khai trên một cầu vượt ở Trung Quốc. Theo tác giả Lý Tuệ, khi cuộc khủng hoảng kinh tế Trung Quốc tiếp tục lan rộng, sự phản kháng quyết liệt sẽ xảy ra trong người dân. Điều này được cho là một lần nữa sẽ tấn công chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền. Chuyển đến phần tin tức tại Việt Nam Hiện tượng lạ sau động đất ở Con Tum, nước từ giếng khoan phun ngược lên trên 20-30 đến 30 mét ngày 31 tháng 7, trao đổi với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông R. Ma Heng, chủ tịch xã Ia thuộc huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đã cho biết, đã báo cáo lên huyện và cơ quan chuyên môn về một hiện tượng lạ xảy ra trên địa bàn sau trận động đất mạnh 5 độ Richter tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Cụ thể, giếng khoan của hộ gia đình ông Đàm Xuân Hòa, ngụ ở xã Cơ Lã, xã Ia đã bất ngờ phun nước khỏi mặt đất cao hơn 10 mét với áp lực hơi nước rất mạnh. Sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 30 tháng 7, đến nay vẫn chưa ngừng phun. Ông Heng mô tả đây là hiện tượng lạ xưa nay chưa từng có trên địa bàn. Giếng nước này xuất hiện hiện tượng lạ từ sau trận động đất ở Con Tùm. Hiện địa phương đã cho trăng dây chung quanh giếng để ngăn người dân tụ tập xảy ra nguy hiểm. Tại hiện trường, phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơi nước từ miệng giếng khoan phun mạnh, kèm theo nước phun cao khoảng 20 cho đến 30 m ông Đàm Xuân Hòa, chủ giếng khoan đã cho hay, đây là giếng khoan cũ của gia đình không có nước. Gần đây, ông định kéo lên để khoan vị trí khác thì sự việc này xảy ra bất ngờ. Chuyển đến một vấn đề đang gây lo lắng hiện nay. Quan chức khẳng định ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội không phải do thủy điện xả lũ. Kính thưa quý vị, hơn một tuần qua, nhiều khu vực ven sông Tích, sông Bùi thuộc các huyện ngoại thành của Hà Nội vẫn ngập trong nước lũ. Nhiều ý kiến cho rằng thủy điện xả lũ là nguyên nhân gây ngập lụt diện rộng. Tuy nhiên, một quan chức từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bác bỏ quan điểm này. Cụ thể, ông Phạm Đức Luận, cục trưởng cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, khi trả lời báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định việc điều tiết vận hành mở các cửa xả đáy của các hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La không liên quan đến việc ngập lụt ở các khu vực ven sông Tích, sông Bùi thuộc các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Trương Mỹ của Hà Nội. Ông Luận lý giải, bởi dòng chảy sau các hồ thủy điện theo sông Đà chảy về sông Hồng và đổ ra biển tại cửa Ba Lạt, không chảy vào sông Tích, sông Bùi, sông Đáy. Cửa điều tiết lấy nước từ sông Hồng vào sông Tích tại Lương Phú, bao gồm cống lấy nước từ bờ sông và cống phòng lũ qua đê Hữu Đà và hệ thống công trình đầu mối Vân Cốc, đập đáy, có nhiệm vụ chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy trong trường hợp đặc biệt hiện đang đóng. Khi được hỏi, nguyên nhân gây ngập lụt là do đâu? Ông luận nói là do mưa lớn kéo dài từ ngày 22 tháng 7 đến nay tại khu vực Bắc Bộ. Tổng lượng mưa tại tỉnh Hòa Bình và Hà Nội lên đến 300 đến 450 mm, đặc biệt tại Xuân Mai, Trương Mỹ lên đến 743 mm. Khi được hỏi, nếu không phải do thủy điện xả lũ, nhưng chính quyền Hà Nội lại có văn bản đề nghị thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả lũ, ông giải thích thế nào? Về câu hỏi này, ông Luận cho biết, lý do chính quyền Hà Nội đề nghị Thủy Điện Hòa Bình đóng một cửa xả Hồ Hòa Bình với mong muốn hạ thấp mực nước sông Hồng để tăng khả năng tiêu thoát nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng. Kính thưa quý vị, bản tin chọn lọc của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.